Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với part 2 trong chuỗi các cái video Diễn chia sẻ cho anh em cách thức để anh em sản xuất lên được một cái bộ cửa nhôm thủy lực Owin. Ở cái video trước thì Diễn đã chia sẻ cho anh em cách thức cắt cũng như là trừ ở cái phần cánh. Và cái video tiếp theo thì Diễn sẽ chia sẻ cho anh em cái quy trình để anh em lắp ghép cái khung của cái bộ cửa nhôm thủy lực Owin. Và khi mà chúng ta sản xuất thì phần khung chúng ta cắt, chúng ta chia xong thì chúng ta sẽ ghép nó lại với nhau. Và trước khi ghép thì anh em lưu ý cho Diễn là chúng ta sẽ cắt cái nẹp sập trước. Nẹp sập anh em đang bắn vít ở trong video anh em nhé. Đó, và cái nẹp sập này mục đích của nó là để nó giữ cái vách, cái phần tấm kính vách ở giữa giữa của cái vách vách cố định. Đó, và khi mà anh em bắn cái nẹp sập thì chúng ta chế một cái dưỡng để mục đích là chúng ta bắn cái nẹp sập nó dễ dàng hơn. Đó, và cái quy trình lắp ghép thì chúng ta có thể thấy là chúng ta sẽ ghép hai cái vách hai bên trước. Sau đó là chúng ta ghép cái thanh khung bao ngang ở giữa trên đầu cánh vào với cái vách hai bên. Đó, và quy trình lắp ghép thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta chia ke bát chuẩn chính xác trước rồi, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là lắp ghép nó lại với nhau. Anh em đang xem video của Diễn nhớ like và đăng ký kênh của Diễn để liên tục cập nhật, update những cái video chất lượng và bổ ích Diễn chia sẻ cho toàn thể anh em cộng đồng trên khắp đất nước Việt Nam cũng như là những anh chị đang xem video ở bên nước ngoài. Rất nhiều anh chị xem video của Diễn ở bên nước ngoài, anh chị đang làm việc và lao động ở bên đó. Rất nhiều anh chị xây nhà ở quê và giao bên trong công ty Diễn thi công tất cả những cái hạng mục cửa nhôm. Rất cảm ơn anh chị khách hàng ở bên nước ngoài luôn luôn quan tâm theo dõi cái video của Diễn Ống Kính. Đó, và cái quy trình lắp ghép thì cũng rất là đơn giản thôi anh em. Chúng ta nhìn cái quy trình từng bước một thì chúng ta có thể hình dung được là cái bộ cửa nhôm thủy lực nó không khó như anh em nghĩ. Đó, và khi mà chúng ta ghép cái thanh khung bao giữa xong thì chúng ta sẽ nới cái con ốc vít ở thanh khung bao ngang ở trên hai bên ra để chúng ta sẽ ghép cái thanh khung bao ở trên cùng. Đó, anh em đang xả cái con ốc vít đó ra, sau đó chúng ta sẽ gõ nó ra anh em nhé. Chúng ta sẽ gõ nó ra để chúng ta ghép cái thanh khung bao ngang ở trên cùng. Những cái video Diễn chia sẻ cho anh em đều mang tính chất vì cộng đồng. Diễn luôn luôn là gieo đi những cái giá trị để cho anh em thợ cũng như là quý vị khách hàng, anh em có thêm những cái kiến thức mới để chúng ta phục vụ trong công việc. Diễn cũng đi lên từ người thợ nên chính vì thế là Diễn rất hiểu anh em. Anh em đang cần Diễn chia sẻ những cái video và những cái quy trình như thế nào. Chúng ta xem những cái video Diễn hướng dẫn cho anh em từ A đến Z. Diễn không giấu nghề anh em nhé. Diễn 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 luôn luôn là mang cái tinh thần cho đi, chia sẻ cho anh em. Và chính vì thế là anh em nếu mà chúng ta xem những cái video của Diễn thì nhớ tặng Diễn Nhâm Kính một like để ủng hộ cho Diễn cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Diễn có thêm nhiều động lực chia sẻ cho quý vị những cái video hữu ích như thế này. Quy trình lắp ghép rất là đơn giản thôi anh em ạ. Chúng ta ke bát chúng ta bắn nó chuẩn rồi thì cứ thế chúng ta gõ là nó vào thôi. Khung bao này là khung bao 50 nhân 200 anh em nhé. Bản 5 phân nhân 20 phân. Đó, và anh em trên toàn quốc nếu mà anh em không có máy móc chúng ta gia công được lên những cái bộ cửa nhôm thủy lực như thế này thì anh em có thể là đặt bên công ty Diễn cắt thành phẩm, gia công lên hoàn thiện một cái bộ cửa như anh em đang sản xuất để giao đi toàn quốc cho anh em. Diễn tất cả những cái đơn thủy lực bên công ty Diễn sản xuất ở xưởng thì nó chiếm tới khoảng 50%
là những cái đơn hàng cửa nhôm thủy lực Owin diễn gia công cho anh em thợ đó, và 50% còn lại là diễn lắp sản xuất trực tiếp và lắp đặt trực tiếp cho anh chị khách hàng. Đó, Diễn qua cái video này thì Diễn cũng rất là cảm ơn anh em. Đó, anh em cũng ủng hộ bên công ty Diễn, đặt bên công ty Diễn gia công thành phẩm. Mặc dù là Diễn ở ngoài miền Bắc nhưng mà cũng có rất nhiều anh em vào miền Trung đặt bên công ty Diễn gia công. Đó là những cái sự tin tưởng nhất định giữa anh em với bên công ty Diễn. Đó, và hiện tại thì ở bên công ty Diễn đang có xưởng sản xuất và tổng kho nhôm Owin tại Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Cụ thể là địa chỉ số 289 đường Bùi Công Trường, Nhị Bình, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Đó, và ở trong đó thì hiện tại là Dũng Nhôm Kính đang phụ trách trực tiếp xưởng sản xuất ở trong Nhị Bình, Hóc Môn, Hồ Chí Minh anh chị nhé. Rất nhiều anh chị xem kênh YouTube của Diễn, nhiều anh chị thắc mắc là tại sao lại có kênh Diễn Nhôm Kính và Dũng Nhôm Kính. Đó thì qua cái video này thì Diễn cũng chia sẻ sâu hơn với quý vị một chút nữa là Diễn với Dũng là hai anh em sinh đôi. Hai anh em sinh đôi anh chị nhé. Đó, và Dũng hiện tại là đang phụ trách xưởng sản xuất ở trong Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Và Diễn đang phụ trách trực tiếp ở ngoài Hà Nội, cầu Diễn Hà Nội chị nhé. Đó là quy trình chúng ta đã lắp ghép xong cái khung bao. Và tiếp đến là cái quy trình chúng ta ép cái cánh. Chúng ta sẽ bắn những cái keo ép góc trước, sau đó là chúng ta sẽ dùng những cái ke để chúng ta đặt nó vào những cái vị trí góc ở trên một cái góc của cái nhôm thủy lực Owin. Quý vị có thể thấy là nó rất nhiều những cái phụ kiện ke kèm theo, đặc biệt là ke có độ dày từ 2 ly trở lên anh chị nhé, 2 ly đến 3 ly, đó là những cái vị trí rất là dày. Quý vị có thể thấy là một cái góc cánh của nó rất kèm theo rất nhiều những cái chi tiết nhỏ để tạo ra được một cái bộ cửa nhôm Owin chất lượng. Đó, và trên cái biên dạng mặt cắt của nhôm Owin thì chia sẻ với quý vị cũng như là anh em thợ, nhôm Owin tối ưu mặt cắt, nhôm rất là nặng. Đặc biệt là trên cái mặt cắt của thanh nhôm nó có gia cường thêm một thanh nữa, một thanh tăng cứng. Không nhiều hãng nhôm có thêm những cái thanh ở bên trong, quý vị có thể thấy là chúng ta cầm cái mặt cắt lên chúng ta so sánh thì chúng ta mới biết được là sự khác biệt trên cái sản phẩm cửa nhôm thủy lực Owin. Hiện tại thì mình đang ép cái cánh bản 18 phân anh em nhé. Anh em thấy video Diễn Nhôm Kính chia sẻ rất là hữu ích, rất là tuyệt vời. Anh em chỉ cần xem video của Diễn là có thể là làm được những cái bộ cửa chất lượng đúng như Diễn đang sản xuất. Đó là những cái tinh thần cho đi rất là tuyệt vời mà Diễn muốn gửi gắm đến anh em. Đó. Diễn luôn luôn là biết ơn những người anh em đặt hàng bên công ty Diễn, ủng hộ Diễn. Cũng như là Diễn luôn luôn là mang cái tinh thần chia sẻ cho anh em để anh em học hỏi thêm, giao lưu thêm. Anh em nào biết rồi thì chúng ta có thể là xem để trải nghiệm. Và anh em nào chưa biết thì đây là một trong những cái video Diễn rất là tâm huyết. Bởi vì là Diễn đầu tư những cái máy móc quay rất là đắt tiền để cho ra được cho anh em những cái tư liệu cũng như là những cái video chất lượng để anh em theo dõi cũng như là giao lưu học hỏi được những cái video chất lượng bổ ích. Đó, quý vị có thể thấy là những cái video Diễn làm thì về cơ bản nó rất là chi tiết tỉ mỉ từ A đến Z. Anh em làm nhôm kính không biết đến kênh của Diễn Nhôm Kính quả là một điều rất là thiệt thòi. Đó, và Diễn muốn lan tỏa cái giá trị này đến những anh em trên toàn quốc. Anh em đang xem video. Nếu mà chúng ta cảm thấy video Diễn chia sẻ có tâm thì anh em có thể là tặng Diễn Nhôm Kính xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân Facebook hoặc là Zalo để anh em trên toàn quốc, có thể là anh em chưa biết làm thì chúng ta có thể là biết đến cái kênh của Diễn để học hỏi cũng như là giao lưu.
Đây đều là những cái giá trị Diễn chia sẻ cho cộng đồng, và Diễn mong muốn là cộng đồng cũng chia sẻ cho nhiều anh chị khác. Và chúng ta biết rồi thì chúng ta nên chia sẻ cho anh chị để anh em thợ cũng có thêm những cái kiến thức để chúng ta làm thêm được những cái hệ nhôm mới. Đó, và trong thời gian gần đây thì Diễn cũng sẽ làm rất nhiều những cái video hữu ích như thế này để chia sẻ cho anh em. Đó, và Diễn xin nhấn mạnh một điều là tất cả các ngày trong tháng vào cung giờ là 11 giờ sáng, 11 giờ trưa thì Diễn sẽ đăng cái những cái video công chiếu rất là đều để cho anh em theo dõi. 11 giờ trưa anh chị nhé. Anh chị làm việc, chúng ta có thể là căn cái tầm giờ trưa chúng ta có thể là xem những cái video Diễn chia sẻ. 11 giờ hàng ngày Diễn đặt mặc định cái khung giờ đó để anh chị có thể là mỗi một ngày anh chị có thể là ghé vào kênh YouTube của Diễn khoảng 30 phút thôi. Thì nó cũng trở nên rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta cũng học hỏi thêm được rất là nhiều điều. Rất là nhiều những cái giá trị mà Diễn Nhung Kính trao ở trong những cái video để hỗ trợ hướng dẫn cho anh em trên toàn quốc. Đó, và anh em nếu mà chúng ta muốn nhập nhôm Owin về để sản xuất thì qua tổng kho bên công ty Diễn ủng hộ Diễn. Kho nhôm Owin thì có tổng kho tại Hóc Môn Hồ Chí Minh. Tất cả những cái sản phẩm nhôm Owin như cửa trượt quay, cửa thủy lực, nhôm nội thất Owin thì đều có trong kho Sài Gòn anh chị nhé. Anh em muốn nhập nhôm về sản xuất thì có thể qua bên công ty Diễn. Công ty Diễn nhận giao hàng toàn quốc. Ngoài khu vực phía Bắc thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp số điện thoại hotline ở trên màn hình. Đó, Diễn giao hàng toàn quốc cho anh em mà. Anh em cứ yên chí. Anh em có câu hỏi, quý vị có câu hỏi gì thì cứ để lại phần bình luận ở bên dưới anh chị nhé. Diễn luôn luôn là đọc lại, lọc lại tất cả những cái bình luận của anh chị để Diễn sẽ trả lời anh chị bằng những cái video. Đó. Anh em xem những cái quy trình lắp đặt sản xuất rất là tuyệt vời. Diễn chia sẻ những cái video rất là hữu ích cho anh em thợ. Đó là cái quy trình chúng ta ép cái cánh. Khi mà chúng ta dùng cái dây đai chúng ta tăng bốn góc nó chuẩn rồi thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta bắn vít. Và chúng ta sẽ bắn vít bốn góc luôn anh em nhé. Cả góc bên trong và góc bên ngoài luôn. Đó. Cả góc bên trong và góc bên ngoài. Anh em lưu ý là khi mà chúng ta bắn vít thì chúng ta phải khoan mồi trước. Bởi vì là cái ke và cái nhôm nó rất là dày. Đó, chính vì thế là chúng ta bắn vít trực tiếp thì chắc chắn là chúng ta có to khỏe cỡ đâu cũng không thể nào mà bắn vít trực tiếp được anh em nhé. Và chúng ta phải khoan mồi. Bởi vì là trên cái ke góc, vừa nãy quý vị có thể xem là cái ke góc nó rất là dày. Chính vì thế là chúng ta không thể nào bắn vít trực tiếp vào được. Đó, và trên cái góc của nó thì chúng ta vừa chạy keo ép góc và chúng ta vừa bắn vít trực tiếp.